Ở Bình Thạnh tìm ra những con đường ăn vặt như thế này không khó, nhưng trên con đường ăn vặt Nguyễn Xí có một quán ốc bắc rất là ngon luôn. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Mình rất thích ở đây vì nước chấm ốc rất là ngon và lạ miệng. Chỗ ăn vặt này nằm ngay cái trường Thanh Đa nên đồ ăn cũng rất là rẻ luôn nha mọi người. Cô chú bán ốc ở đây rất là dễ thương luôn. Nhà mình ở đây nên mình ăn rất là nhiều lần rồi. Ốc rất là chất lượng và sạch sẽ. Mỗi lần đi ngang qua đây là thơm lừng luôn á mọi người. Bình thường buổi tối ở đây rất là đông vui luôn. Ngoài ốc ở đây thì có rất là nhiều những món khác nữa. Trước đây cô này bán vú heo nướng rất là ngon luôn. Nhưng không hiểu sao hiện tại đã đổi qua bánh mì nướng với ớt rồi mọi người. Còn đây là cái xe cái viên chi mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Đặc biệt hơn là cái viên chi nước mắm. Cô có làm cái tỏi phi để ăn kèm với là nước chấm nữa. Rất là chỉnh chu và còn rẻ nữa. Xiên que thì có rất là nhiều loại luôn nha. Cho mình nhiều sự lựa chọn hơn. Bắp xào thì mình cũng đã ăn qua rồi. Một hộp của cô bán rất là nhiều luôn á. Còn đây là phần cá viên chiên nước mắm của mình. Không phải vì nhà mình gần đây nên mình khen đâu mọi người. Vì ở đây giá cả rẻ nè. Đồ ăn thì rất là ngon và chất lượng. Và cả cái sự thân thiện của cô chú bán hàng nữa. Ai cũng dễ thương hết á mọi người. Một đặc điểm nữa là ở đây bán rất là khuya. Dành cho những bạn cú đêm và không có sợ đói bụng nữa nè. Một phần cá viên chiên nước mắm khổng lồ này của mình có giá là 90k thôi á. Tương đen hay tương ớt gì cũng được cô nấu lại và cho thêm tỏi phi nữa. Cái sốt nước mắm ở đây rất là vừa vị luôn. Không quá ngọt và mặn đâu. Có cả cái rau muống cộng nữa nè. Còn đồ chua và dưa leo thì thoải mái luôn nha mọi người. Có cà rốt và củ cải ngâm chua nè. Cái vị chua chua ngọt ngọt làm mình không có bị ngán nè. Còn đây là cái món ốc cho ăn ái nhất ở đây. Phải nói là cái nước chấm ngon lắm mọi người ơi. Cái vị chua cay ngọt có đủ luôn á. Và còn rất là thơm mùi lá chanh nữa. Ốc thì không có bị hôi tanh đâu nè. Mình mua hai phần hai loại ốc khác nhau, một loại ốc u to và một loại nhỏ. Món ốc này là phải vừa ăn cay vừa ăn nóng mới ngon nha. Còn món bánh mì nướng muối ốc này mình thấy cũng được thôi mọi người, không quá xuất sắc nè. Vì mình đã ăn tối rồi á, nên dặn lòng là bữa sau sẽ ăn bánh tráng nướng và cút lộn.